Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Quý cô chú anh chị đang xem video trên kênh của Lovely Sài Gòn. Và hôm nay thì Lovely Sài Gòn đang đứng ở bến Trương Dương ngày xưa nè mọi người. Phía sau lưng đây là cầu Móng nha. Và bây giờ trên đường Lovely đi về thì Lovely muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị một cái đoạn đường của thành phố Sài Gòn mình vào lúc tan tầm buổi chiều. Phía trước mặt đây là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nha. Rồi, một kiến trúc này rất là cổ kiến luôn á, cổ kính. Xin lỗi mọi người. Cao cao thì là tòa nhà Betexco. Và hướng này chúng ta sẽ đi ra bến Bạch Đằng nha, cầu Khánh Hội. Còn hướng này là đại lộ Võ Văn Kiệt, ngày xưa là bến Trương Dương, bến Hàm Tử đó, bây giờ người ta bỏ rồi. Đi hướng này là chúng ta sẽ đi đi tới hết Võ Văn Kiệt là sẽ ra quốc lộ 1A hướng Bình Chánh, cao tốc Trung Lương. Bây giờ Lovely sẽ đi thẳng cái đường này là đường Baxter nè, chia sẻ cho mọi người luôn về cái khung cảnh buổi chiều của Sài Gòn mình giờ tan tầm nó như thế nào. Đường Baxter mà Lovely không có đi hết được một cái con đường Baxter, nó rất là dài. Hết đường Baxter nó sẽ đụng qua đường ở Võ Thị Sáu, hồi xưa kia là Hiền Vương đó. Bây giờ Lovely chỉ đi một đoạn để chia sẻ cho quý cô chú anh chị cái hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu đi ha. Mé bên này là Ngân hàng Nhà nước, có mấy chú công an đang đứng. Lovely không dám quay phim qua đó đâu, rồi người ta bắt mình đấy. Lovely chỉ đi bộ trên cái con đường này thôi. Giờ tan tầm rồi thì quán xá bắt đầu lên đèn, bắt đầu ăn uống. Bây giờ là khoảng 5 giờ 30 chiều Việt Nam rồi quý vị chú anh chị. Đó, bắt đầu những hàng quán ăn uống mọc lên mở ra nè. Việt Nam mình ở Sài Gòn mình thì các cái quán ăn lề đường rất là phát triển. Đây là ngã tư đường Nguyễn Công Trứ và Pasteur. Đó, có những cái ngôi nhà rất là cổ. Đây là Betexco nha. Lovely sẽ đi một đoạn cái đường Pasteur này và sẽ dừng cái video khi nào mà cảm thấy nó vừa phải để cho mọi người có thể xem được. Chứ nhiều khi nó dài quá thì không xem được. Đó. Từng con phố, từng gốc cây, từng ở cái quán hàng ăn, hy vọng sẽ gợi nhớ cho quý cô chú anh chị về những cái địa điểm này ngày xưa nó như thế nào. Lovely sẽ quay lại phía sau một chút xíu, đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tiếp tục đi thôi. Một ngày mà Lovely đi quay như vậy là đi bộ cũng rất là nhiều quý vị cho anh chị. Hầu như là nguyên một buổi gần 4 tiếng đồng hồ khỏi tập thể dục luôn. Đó, Sài Gòn mình thường thường là gắn mấy cái lô cốt này lên và thấy là người ta vẽ, người ta xịt sơn lên này. Xịt sơn lên những cái hình ảnh nó rất là ngộ nghĩnh. Phía trước đây là đang là đường Hàm Nghi nha, quẹo bên mé tay phải là các cô chú anh chị sẽ đi ra phía bến Bạch Đằng á, lên cầu Khánh Hội đi về quận 4. Bây giờ là tan tầm chiều rồi, đường xá bắt đầu chuẩn bị kẹt xe nhiều hơn ban ngày đó. Nhân tiện thì cũng gửi lời chúc sức khỏe và lời hỏi thăm
tới quý cô chú anh chị đang xem cái video của lớp Lee Sài Gòn nha. Chúng ta sẽ băng thẳng qua đây luôn, băng thẳng qua đường Hàm Nghi luôn. Đường Hàm Nghi này nó khá là lớn, xe chạy tới 4-5 làn lận, nhiều khi đi cũng sợ. Ở đây là có một cái trường đại học. Có một những cái ngăn nhà cổ kiến kìa, cổ kính kìa. Xin lỗi mọi người nha, lớp Ly cứ kêu là cổ kiến không à. Catinat nữa. Đó. Master tiếp tục, lớp Ly sẽ tiếp tục đi cái đường Master này. Lớp Ly đi bên này để lia cái camera được qua bên phía máy tay phải, nó có nhiều cái căn nhà với là nhiều cái quán ăn, chia sẻ cho mọi người nha. Nhiều căn nhà nó có cái kiến trúc giống giống nhau, na ná nhau và rất là cổ kìa. Đó, quán ăn rất là nhiều, khu vực đại sinh viên tan tầm là rất là đông. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nha mọi người. Nguyên một cái dãy nhà luôn ha. Giờ tan tầm ở Việt Nam là như vậy đó. Đường phố Sài Gòn buổi chiều là thường đông đúc như vậy nha mọi người. Lớp Ly rất là thích những cái kiến trúc nhà cổ như vậy, xây hầu như là giống nhau hết. Đó. Một dãy luôn. Ở bên mé này là trường đại học, ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng này. Rồi. Phía trước là ngoại tư đường gì nhỉ? Lớp Ly nhìn không ra. Huỳnh Thúc Kháng. Ok, phía trước là ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng. Và lớp Ly Sài Gòn sẽ quẹo bên mé tay trái nha. Để chúng ta sẽ đi ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Xưa kia là đường Công Lý, thì lớp Ly Sài Gòn sẽ kết thúc cái video ở cái ngã ba đó luôn. Đây, tiếp tục lại có những cái ngôi nhà với kiến trúc rất cổ. Lớp Ly xin phép được quay lại luôn, chia sẻ cho quý cô chú anh chị luôn. Huỳnh Thúc Kháng là một cái đường mà rất là nhiều tiệm camera nha. Họ bán rất là nhiều máy chụp hình, máy quay phim. Đó. Lớp Ly sẽ đi cái hướng này thẳng tới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây, sinh viên đang ăn chiều. Rồi, ở đây có rất là nhiều quán ăn lề đường. Rồi, phía trước quý cô chú anh chị hình như là đang là đường không biết có phải là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay không, lớp Ly nhớ nhớ là như vậy.
đúng rồi, đường đường Nam Kỳ khởi nghĩa nha quý cô chú anh chị. Rồi như vậy là Lovely chắc là xin phép stop cái video tại cái đường này, đi tản bộ một chút xíu thôi. Rồi cũng là lúc Lovely Sài Gòn cảm thấy đuối rồi, chắc là đi bộ không được lâu nữa. Đây đường Nam Kỳ khởi nghĩa vào giờ tan tầm rất là đông xe. Rồi hẹn quý cô chú anh chị ở những cái video trên kênh của Lovely Sài Gòn tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc quý cô chú anh chị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Đường đang rất là kẹt xe nha mọi người. Bye bye tất cả mọi người nha.